Diễn viên hữu tính, công tử nhà giàu từng tự tử, kiệt sức trả nợ 60 triệu một tháng. Trước khi bị bắt vì sử dụng ma túy, diễn viên hữu tính từng nghỉ quẩn và phải làm đủ công việc để trả nợ do nhà phá sản. Mới đây, lực lượng chức năng quận 8 kiểm tra căn hộ chung cư ở phường 5 quận 8, phát hiện một số người đang sử dụng ma túy. Theo cảnh sát, trong số này có diễn viên hài hữu tính. Hữu tính sinh năm 1987, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những diễn viên hài trưởng thành từ sân khấu kịch của bà bầu Hồng Vân. Anh nổi tiếng sau khi trở thành giải quán quân Cười Xuyên Việt năm 2016. Hữu tính được sinh ra và lớn lên trong gia đình tương đối khá giả nên yên tâm theo học nghệ thuật. Khi trưởng thành, anh luôn tự lập và không sống phụ thuộc bố mẹ. Ba anh từng giận từ mặt con trai vì Hữu tính không thi đại học và du học như các anh chị khác. Dù nhà có điều kiện nhưng Hữu tính đã sớm tự lập khi vừa đi diễn vừa mở shop bán quần áo thiết kế. Kinh doanh thuận lợi, 25 tuổi anh có thể tự mua xe hơi tiền tỷ. Tuy nhiên, gia đình anh gặp biến cố trong thời kỳ bất động sản đóng băng, nhà cửa đất đai của gia đình phải bán hết, Hữu tính cũng bán xe hơi để phụ ba xoay sở một phần nào. Từ một công tử sống trong nhà lầu đi xe hơi, sở hữu khu sinh thái hàng triệu mét vuông, Hữu tính bỗng chốc trắng tay, thậm chí nam diễn viên còn vay thêm 4 tỷ đồng để trả nợ cho gia đình. Lúc đó đối diện với nợ nần, chán chường, công việc không có, nguồn năng lượng tiêu cực nên Hữu tính đã nghỉ quẩn. Vì tuổi trẻ bồng bột, tôi suy sụp và không chấp nhận thực tế nên suy nghĩ đến việc tự tử và tôi đã làm thật. May mắn là tôi được anh trai, các bạn đưa vào viện cấp cứu. Sau khi qua khỏi biến cố, tôi đã bình tĩnh lại, suy nghĩ và quyết định làm lại từ đầu. Anh chia sẻ. Sống lại sau lần tự tử, Hữu tính xác định bản thân chỉ còn cách đối mặt với khó khăn. Anh lao vào công việc, nhận bất cứ gì có thể. Ngoài diễn, tối khuya còn nhận viết kịch bản, làm cả đạo diễn. Anh từng bộc bạch bản thân kiệt sức khi phải trả nợ 60 đến 70 triệu đồng mỗi tháng. Tôi vẫn nhớ mãi cảnh mình có chiếc xe máy và phải đưa đến tiệm cầm đồ nhiều lần để có tiền ăn. Mẹ mổ mắt với viện phí 15 triệu đồng, tôi phải mượn khắp nơi mới có được. Tôi không dám nhìn lại thời gian qua, tôi không biết mình đã vượt qua bằng cách nào. Hữu tính kể về quãng thời gian vất vả khi đó. Vượt qua nghịch cảnh với niềm đam mê dành cho nghệ thuật, Hữu tính được khán giả yêu mến bởi nét diễn duyên dáng, chân chất, gần gũi khi anh tham gia các game show như Cười Xuyên Việt, Ơn Dời Cậu Đây Rồi. Anh cũng nổi tiếng với vai tiểu địa trong web drama Ai Chết Giơ Tay của Huỳnh Lập. Nam diễn viên cũng đã có người yêu là diễn viên trẻ thuộc sân khấu kịch Hồng Vân và anh từng công khai giới thiệu nửa kia trên sóng truyền hình.